Bà Rịa Vũng Tàu từ lâu được biết đến là một địa phương sở hữu nhiều thế mạnh với sự phát triển của các ngành, khu công nghiệp, logistics, cảng biển, dầu khí và là điểm du lịch vô cùng đông khách. Chỉ với 5 tháng đầu năm 2020, Bà Rịa Vũng Tàu đã thu hút 1,9 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và là tỉnh thành đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Bà Rịa Vũng Tàu đang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm như khởi công tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, khởi công cầu Thuận An nối Vũng Tàu và Đồng Nai vào đầu năm 2021 để tạo động lực phát triển cho kinh tế địa phương, giúp nơi đây trở thành tâm điểm cho các nhà đầu tư bất động sản. An Sơn Residence tọa lạc trên đường quy hoạch số 13, trung tâm thị trấn Long Điền thuộc Bà Rịa Vũng Tàu, sát bên trung tâm hành chính tỉnh và đóng đầu nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại vùng Bình Vũng Phàng, có thể nhanh chóng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh lân cận nhờ vào bệ phóng hạ tầng giao thông đồng bộ đã và đang được đầu tư cao như cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, quốc lộ 51, 55, 56, nơi giao thoa liên kết thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận và hướng về khu du lịch sôi động nhất, thành phố biển Vũng Tàu. Từ An Sơn Residence, bạn có thể đến trung tâm hành chính tỉnh, trung tâm thành phố Bà Rịa chỉ với 5 phút di chuyển. Những địa điểm du lịch nổi tiếng như khu du lịch thành phố biển Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu chỉ mất 20 đến 30 phút. Đến sân bay Long Thành chỉ mất 40 phút và mất 60 phút để đi về Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. An Sơn Residence là sự lựa chọn lý tưởng để sinh sống dành cho các chuyên gia, kỹ sư đến từ các khu công nghiệp lớn Tân Cảng, Thị Vải, Cái Mép và tổ hợp hóa dầu lớn nhất Việt Nam Long Sơn. An Sơn Residence sở hữu vị trí đắt giá tại thị trấn Long Điền khi nằm ngay trung tâm khu dân cư sầm uất với tiện ích đầy đủ sẵn sàng phục vụ dân cư về sinh sống như chợ Long Điền, trường mầm non Hoa Mặt Trời, trường tiểu học Long Liên, trung tâm hành chính tỉnh. Với tổng diện tích lên đến 1,93 hectare bao gồm nhà phố 69 căn, diện tích 80 đến 100m2, biệt thự 31 căn, diện tích 200m2. Đặc biệt, những căn nhà phố tuyệt đẹp nằm ngay mặt tiền đường quy hoạch 13, rộng 24,5m, đường Nguyễn Công Trứ rộng 12m, không chỉ mang đến làn gió mới hòa nhịp vào cuộc sống của thành thị, mà dự án còn mở ra cơ hội đầu tư kinh doanh và tiềm năng sinh lời vô cùng lớn. An Sơn Residence, nơi an cư lý tưởng, tạo giá trị vững bền. Là dự án khu nhà ở được phê duyệt theo quy hoạch 1/500, khách hàng mua sẽ thanh toán theo tiến độ và công chứng nhận sổ từng nền, hoàn toàn an tâm với các giấy tờ pháp lý đầy đủ. Với siêu lợi thế dự án đặt tại khu dân cư hiện hữu, thừa hưởng các tiện ích có sẵn, dự án được quy hoạch bài bản, có đường nội bộ rộng thoáng, cùng tương lai gần là sự phát triển mạnh mẽ của Bà Rịa Vũng Tàu. An Sơn Residence chính là dự án được các nhà đầu tư bất động sản quan tâm tìm kiếm. Những cư dân tìm chỗ an cư lý tưởng trong bán kính 3 km từ trung tâm thành phố Bà Rịa với mức giá quá hợp lý chỉ từ 1 tỷ đồng. Island Việt Nam, nhà phát triển và phân phối độc quyền.